trong cái bộ môn nhân tướng học này có thể trả lời cho chúng ta biết được hai câu hỏi. Một đó chính là tâm tính con người. Tâm tính con người để giúp cho chúng ta có cách đối nhân xử thế, để chúng ta biết được họ là con người như thế nào. Và khi mà chúng ta có công cụ này, các bạn sẽ biết đọc vị cái người đối diện chúng ta, bao gồm gia đình, chồng con, bạn bè, khách hàng. Từ đó các bạn sẽ có được rất là nhiều các mối quan hệ chất lượng. Các bạn sẽ biết cách phù hợp ứng biến dựa trên cái mong muốn và cái tính cách của từng người khách hàng khác nhau. Cái thứ hai, vì trong cái bộ môn nhân tướng học này sẽ giúp cho chúng ta biết được số mệnh của con người như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ biết cách cải mệnh. Các anh chị có nghe cái từ này quen không ạ? Đây là cái từ mà trong thời gian gần đây cực kỳ hot, cải mệnh. Khi mà chúng ta muốn cải mệnh thì chúng ta cần phải biết số mệnh của chúng ta như thế nào. Nhưng chúng ta đang là những người làm trong ngành phun xăm, nên cái tiêu chí của em để mà biết được số mệnh con người và cải mệnh thì chúng ta cần một cái sự nghiên cứu lâu dài hơn, một cái kiến thức sâu xa hơn. Còn với cái tầng của chúng ta và với ứng dụng trong công việc của chúng ta thì chỉ cần biết đến tâm tính con người là đã giúp cho chúng ta phát triển thành công và có thể giúp cho chúng ta được rất nhiều điều tuyệt vời rồi.